Chưa, chưa xét được chị ơi. Gọi cho anh dùng sữa mà cho sữa đây. Cho đến lúc là đến gọi này. Chuẩn bị đồ anh Giang Sơn. Báo giá nhà Giang Sơn thế nào ấy nhỉ? Gọi điện coi được chứ. Đã nhận được tiền rồi. Kia Hoàng hả? Xem công nợ nhà Hải Anh bao nhiêu nhỉ? Hải Anh là 14.705 tháng 3 đúng không? Cả tháng 3. Nhắn vào nhóm cho anh nghe để anh chưa nhận được tiền ngân hàng của mình rồi đấy. À, ở đâu? Nhóm Zalo hay Facebook đây? Facebook đi. Gọi là anh Hải hay là Hải anh anh Hải anh. Thế là anh Tùng vay 20 triệu à? Vay anh Tùng vay chi mô em có biết không? Vay là vay hội. Hả? À, hội? Hội 20 triệu. Khoản như thế để hai cái chữ. Alo anh ạ. Khai là cái